ជំរាបសួរបងបងធំចន្ទាគាត់បានមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទសូមស្វាគមន៍បងមែនទេដែលបានចូលរួមជាភិបនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិសូមរីករាយស្វាគមន៍បងណាដើម្បីយើងបន្តគោលនយោបាយទៅមុខទៀតគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទចន្ទាជំរាបសួរអូនសម្រាប់បាទជំរាបសួរបង ខ្ញុំមកសាលមិញនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាខាងគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រចាំប្រទេសកាណាដារួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅចូលរួមប្រារព្ធនៅពិធីរំលឹកខួប73ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងហាមិលតុនប្រទេសកាណាដាបាទហើយយើងនៅតែធ្វើការសកម្មភាពទោះបីក្បត់តែខ្ញុំមករកក្រៅប្រទេសមានពិតបងប្អូនរាល់សកម្មភាពចូលរួមកិច្ចការសង្គមគឺខ្ញុំអត
bà con đã đi to xu được một tiền thế bây giờ bạn đẹp quá khang ban đầu căn nhà ai soi sọc ơi ở thế bà con chuyện chuyện một đo căn nhà tay chất nơi chỉ muốn bà con nó sọc mai đi nè ở tây na đi hay còn xong nhà tôi bọc quân luôn đại tha không phần dây không phần đi cô nương đã bay cho ban một ngày ấy nhưng xong đang tôi bên trái bà không trong ban tôi thì tìm một đồng nai khiêm châu luôn chỉ mới tạm chịu trong tang tìm mong ai sẽ đi hai với một khiêm nó tên đi khiêm nơi sọc mai khiêm ban tôi cửa bị dân canada buộc khiêm ban đây mình ban nơi lẹ gì vì đông tây hai cũng không nước nông của tây canada thế thế nè trong ban tôi bật cô mà chỉ luôn chụp bua bà alo cất chụp bua đại nam xây mình đang mở cất chụp bua khiêm đi tôi lại nè mà cha chỉ biết khiêm đi khiêm châu luôn cái ca cũng không khiêm bắt đại tập na luôn thơ thông thơ tu gì thế xong cân tài ca phạt đô rồi bỏ đập non tập hai bà này nè phạt đô bọt đất non sập thay đạn nhẹ chạy đăng đất non đang ăn được ô khi mà mình sẽ mặc việc ấy tê ớt dưới con đất khi mà ớt mình tà lên tí đọc phim bán cho không thằng tim phơ ai thì trong đất non mà vô đây tục ai kia nhẹ chạy đăng sầm khăn tư đa dương đô hôn phèn nè bà bà chung chịp à dương đô hôn phèn bán ấy đạn nhẹ nha bạn ơi ơ thằng mình sẽ mặc việc chạy đăng hai nâng sẵn lãnh bị chết smart smart của chết nhưng còn trở tôi bây nhận đang tranh bị bạc chia chân cái đời ao tranh nhận đang cái thái châu luôn chỉ muốn nhận chia tam tay dương đô hôn sen ao smart smart bấm ra chiếc không còn thơ tay bà này anh châu mắc con tay cũng tích cứ tay bình đủ mắc cho mày nè bát bông chiếc sạc nan tập đây dùng cá nắp bông chú ở quầy bàn tập ôn dùng nha bát bông đây đó bông con tay dương châu luôn cái cang như dùng cung đó bông vô đang tỏ cái bị vô chiếc bùa lập dương non kia sờ lanh kia tu tiền prate con bọc căn tắt na tắt đấy bắt bông con tới bông sầm khăn đào sao bọc cô mà chỉ nuôn quạt sờ lạnh tôi mình tia chân bông được chân quạt miếng cá được ao nê cho tới tay bà chụp buộc nhóm đi dây đi không đây thắp nào ở luôn thì chạy tôm này nhiều bài chạy kết đó công chạy bao mà nó công chia là bao bạc chia chun công sầm lăng khơi nếp sờ cá ra chết thùng đội bông pro thon chẳng thán nó không được dây nó mà mấy nông này cá pia quạt ấy tê tay không tới ó nó đại ban quạt chỗ luôn chỉ mới nhận chia thắp tay chỉ mới bạc nàng chết nè mà bao bông ôn không nghiêm như chỉ đẹp chia thập tại spa công ri chia chỉnh mình thay on luôn bao bị bạc na tê nè hay coi lại xong rồi nóng po bằng nè tê châu má con cũng tích này anh nè chân châu luôn mắc bầm ra chia tự đại dương cư là thị chia thập tại tập cấp mình nên tự đại dương mau làm bấy chủng tích này anh tê nó ọt ọt tê mình nên chỉ mai tê dương cư có thể lúc bầm bát à bát tập thoát cũng tích này anh đang dương tức mới mất bom ổn chung chết cao bị ca đua là luôn sao mai còn co mà mai dương cư cũng tích này anh hốt tăng pin hai là co là hốt đó cái vô đây rồi nơi tạc mai dọn đi tiệp sàn kỳ nè trăng ngất ngay xong bom ô sàn kỳ như lang vinh mai dương bị phật phù tăng bị sao mai bồi bột sao mai bồi bột kê sao mắt bao sao ăn nhẹ chết đăng nhẹ xe chết chẳng không tay cầm tay cái vô mà sao mắt tao dương nó bầm răng bầm bắt phù sa chứ này tay dương ngất đăng anh nhẹ vô bay mai dương đăng thành vô bay vô là đau mệt anh chân sai một kỳ cái mau nè công sầm lăng khơi liệp gà đấy sầm lăng khơi pháp giáo chiếc chiếc thông mà lo trang trình lạc hay khi có sông khai là lo khôn tất đó bọn ôn đại rôn nơi khi nông có tê chụp nâng có tê cả rê ba đại ban cho rôn mà hai ba tạc căm tiêm tia rôn dứt thịt hoa chun nẹ tôm lại ca đại tư bọc cháu bọc chi thôn xanh chắc đặc quân tình đề kia tạc ác dứt thôn nhi cứ chịp hiếp xa một kì rồi bọn ôn khai dương nơi khai một tê nhi dây rôn thơ bọn ôn chung chiếc nhóm trong ban ca thơ ba trăm đứng trong tây Canada đứng trong tây Japan đang kể nơi Canada cái này bà sân nát ngon tây Canada có những cùng lỗ thơ ba trăm khi mà tây châu luôn nè ba trăm việt xuôi luôn hay trang tây đang khi mà ông có mình tây tham được thì nơi kể cái nào nó bỏ nó kể của trang Japan
300 អ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ឥឡូវបងប្អូនមកអត់អ្នកក្រៅប្រទេសដូចសូនដារាដូចអីនេះវិសុវអាស៊ីសេរីនេះបាក់គាត់អត់ខ្សែបងប្អូនបានព័ត៌មានពិតមកណាហើយសំដីតែអស់នឹងកើតចេញពីអ្នកប្រជាថាតែខ្លាំងៗគឺក្រុមអាចារ្យតែខ្ញុំនិយាយទៅមកក្រុមអាចារ្យតែគេតែងតែពោលពាក្យថាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងអត់ប្រយោជន៍បុគ្គលមួយចំនួនមិនហ្នឹងឆានតែទាំង
ទៅអ្នកកៅទេមួយមួយនឹងខំចំណាយពេលវេលាដល់មានតម្លៃនឹងឡាយនិយាយពីបញ្ហាសង្គមជាតិទៅអីដល់គេមកនៅស្ងៀមថាគេនៅស្ងៀមដល់គេនិយាយពីបញ្ហាសង្គមថាគេនឹងអត់បានការតើគ្រូខ្មែរនេះឯងរាល់ថ្ងៃកំពុងគិតអីមើលអស់លោកមួយចំនួននៅក្នុងឆានទាំងបើអត់មានវត្តមានអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិយាយទេណាអស់លោកឯងក៏មិនបានដឹងព័ត៌មានដល់ពោចឹងនេះម្ល៉េះពេលនេះហ៊ុនសែនបាត់ទ្វារផ្ទះបាយឆ្អែតបាត់ហើយត្បូងជាប់ដូចការពុលពោចឹងណាហើយយកត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាឲ្យច្បាស់មិនមែនអ្នកក្រៅប្រទេសនឹងនិយាយនឹងដើម្បីចង់បានទូរទស្សន៍ទេដោយសារពួកគាត់ឈឺស្អាតនឹងបញ្ហាសង្គមដូចអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះមកគុំមួយចំនួនគាត់មកដល់កែប្រទេសហើយគាត់នៅសង្ងំស្ងៀមហ្នឹងគាត់យកតាអាត្មាគាត់ទេតែបើចំពោះអ្នកដទៃទៀតគាត់មកដល់កែប្រទេសគាត់នៅសង្ងំគាត់ឈឺស្អាតគាត់ស្ដាយប្រទេសជាតិគាត់គាត់ឈឺចាប់អាណត្តិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគាត់គាត់ប្រើការទៀមទៀលប្រទេសទេអើដូចបងបងប្អូននៅជប៉ុននៅក្រេគាត់ទៅប្រាប់ប្រកាន់ដែរគាត់បានមកដល់ជប៉ុនប្រាក់ខែក៏មានក្រេប្រាក់ខែក៏ខ្ពស់គាត់ទៅចេញតបាហ៊ុនសែនទៅអីមិនគិតចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនហ្មងទៅណាហើយមានបកគោមួយចំនួនជាថ្នាក់ដឹកនាំផងបែរទៅទៅវៃអ្នកប៉ាប្រកាន់នៅក្រេស្គួតទៅជាឡើយមើលត្រង់មិនហ្នឹងទោះគាត់មកនឹងនីការខាងប៉ាណាក៏ដោយណាឲ្យតែប្រឆាំងហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែគាំទ្រគាត់ទោះបីមកពីបាក់ជួងក្រៅឲ្យតែបាក់ជួងហ៊ានប្រឆាំងហ៊ុនសែនធ្វើបាបកម្មយើងគាត់ទៅអត់ហើយព្រោះទិសដៅយើងគឺប្រឆាំងហ៊ុនសែនបាក់គេប្រឆាំងហ៊ុនសែនអីយើងមិនហ៊ានទៅប្រឆាំងឯស្រីតាខ្លួនអ្នកប្រឆាំងហ៊ុនសែនណែឈប់ទៅណាឈប់ទៅអត់អត់ទេអ្នកបងប្អូនណាក៏ដោយមិនថាគាត់ជាពលករគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំអីទេឲ្យតែគាត់និយាយរីគុណហ៊ុនសែនបងប្អូនគាត់ត្រគាត់ទៅអត់ខុសទេណាបាទបងប្អូនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េនៅជប៉ុននឹងគាត់សួរថាប្រាក់ខែគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់ណាគាត់មិននៅបានសោយសុខហើយប៉ុន្តែគាត់លេង Facebook គាត់បើកទៅឃើញក្នុងប្រទេសឈឺចាប់បានជាគាត់ចូលរួមបាតកម្មទៀមទាអាឡូដូចសុខថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាត់ចូលអ្នកតូននយោបាយសាជីតដឹកកញ្ញាញឹមស៊ីធនឹងលពូម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទៅបានគេអារបស់ហ៊ុនសែនចាស់ហើយនឹងអ្នកតូននយោបាយទៀតអាចពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏មានការឈឺចាប់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏មានការឈឺចាប់ព្រោះគាត់ជាខ្មែរគាត់ជាខ្មែរគាត់ក៏ជាគាត់ឈឺចាប់នឹងរបបហ្នឹងមិនមែនដូចអស់លោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបែរជាទៅវៃគេធ្វើបាក់កម្មប្រឆាំងហ៊ុនសែនណាអាហ្នឹងហើយជាមនុស្សតំណើបវាបង្វែងទឹកដៅមនុស្សតែបង្វែងទឹកដៅគឺងាយនឹងឈួតហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្មងសូមអភ័យទោសបងប្អូនដែលប្រាប់ពាក្យអសុរោះទឹកដៅយកវៃទឹកដៅយកហ៊ុនសែនបាក់គេប្រចាំងហ៊ុនសែនយើងទៅវាយប្រហារគេអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគេបានការចំណុចហ្នឹងសុំអត់លោកមួយចំនួនជាពិសេសសុំប្រដាំផ្ញើទៅពួកដីអោបអតីតកាលទូរទីនៃសង្គ្រោះជាតិផងណាបើចង់បានសង្គ្រោះជាតិហេតុអ្វីក៏មិនទៀមទាហើយតែតែថាយើងបង្កើតបាក់ទៅអីគ្រាន់តែកម្ដោហ៊ុនសែនហ្នឹងអាឡូវបើមិនបង្កើតបាក់ទៅអីមើលខ្ញុំសួរបើយើងមិនបង្កើតបាក់យើងនឹងការចូលណាតោះបានប្រវត្តិមែនស្ដាប់សូនតារាការបញ្ញាយើងតាមសូនតារាបកស្រាយបើយើងបង្កាត់ទុកប្រឆាំងហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនស្រួលវាយកំតិចខ្លាំងណាស់យើងមើលកាលសម័យរដ្ឋកម្មសម័យរដ្ឋប្រហារដែលហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារតម្លាក់សម័យកុំព្រះលោកដំណាងថ្ងៃតាមថ្ងៃ6នោះឃើញទេហ៊ុនសែនបានបាច់បំបាក់សម័យកុំព្រះលោកដំណាងពេលហ្នឹងស្បអ្នកសាជាច្រើនណាស់អញ្ចឹង
លោកឯងចង់បង្កើតកងប្រដាប់អាវុធដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនបានដៃវាយកំទេចបង្ក្រាបមែនម៉េចពួកអស់លោកស្ដាយអនាគតសង្គ្រោះជាតិស្ដាយទូនីតិការបង្កើតបាក់នេះមិនមែនជាការកំដរហ៊ុនសែនទេបើយើងមិនបង្កើតហ៊ុនសែនរត់តែបានចិត្តហ៊ុនសែនជីសេះលេងដៃអីបើអត់បង្កើតយើងទៅធ្វើអីឡើយដេកសោទ្រឹស្ដីពួកអស់លោកឯងមែនដេកឡាយពួកអស់លោកឯងមែនអនុវ័យខ្ញុំមើលបើថាបង្កើតបាក់ជាការកំដរហ៊ុនសែនណាចុះហ៊ុនសែនចាប់អ្នកប្រជាថាបាយដាក់ពន្ធនាគារទៅអីដូចថ្មីថ្មីនេះចាប់ប្រធានបាក់កម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីនេះសួរថាអ្នកណាទៅចង់ជាប់គុកគិតមើលមើលបើលោកឯងខ្លាំងកំបិតមកនៅនឹងណាទៅនៅនឹងណាទៅអាគេបង្កើតបាក់សិតអាគេកំដរហ៊ុនសែនហើយចោះលោកឯងមកដកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអីនៅតែស្ងៀមទៅគេបង្កើតគ្រប់គ្រងគេទៅការបង្កើតបាក់នេះមិនមែនបង្កើតបាក់រណបហ៊ុនសែនទេណាយើងបង្កើតបាក់ប្រឆាំងហ៊ុនសែនមិនមែនបង្កើតរណបហ៊ុនសែនទេណារៀនប្រើខួរក្បាលគេផងជាផ្នែកដឹកនាំមួយទាំងមូលកុំតណៅពេកអាឡាទៅសួរប្រពន្ធសុនចន្ទធីមើលប្តីជាប់គុកជាប់ពន្ធនាគារទេតើគាត់សប្បាយចិត្តអត់ចង់គេគាត់ចង់បានតម្លៃប៉ាក់មែនអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាបង្កើតប៉ាក់ដែលប៉ាក់ប្រជាថាតែពិតប្រកបងាយនឹងស្វាត់នឹងចាប់ពន្ធនាគារមិនមែនមិនដឹងទេយើងបង្កើតប៉ាក់ក្នុងក្រោមពួកយើងបដិការគឺមិនចឹងហើយអញ្ចឹងសូមអស់លោកឯងគិតពិចារណាមែនទេណាឡើងចំណុចហ្នឹងកុំទៅវាយប្រហាគេអីយើងគ្រប់គ្រងទៅប៉ាក់ណាក៏ដោយឲ្យតែប្រឆាំងហ៊ុនសែនពិតប្រកបតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងឆាន់តាក់ទេព្រោះអីឆាន់តាក់គឺជាប៉ាក់រណបរបស់ប្រជាជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគាំទ្រតែបកណាគឺជាបកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបអត់គាំទ្របកណាគ្រាន់តែទៅដល់ធ្វើអាយ៉ងគេទៅដល់ទៅបង្គ្រប់កិច្ចឲ្យគេបោះស្នោតឲ្យគេហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រឆាំងទេណាខ្ញុំអត់គាំទ្រទេខ្ញុំគាំទ្របកណាដែលមានបកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបដូចជាបកកម្លាំងចិត្តដែលមានរងឈុននេះហើយសូមកុំស្មានថាខ្ញុំនិយាយរិះគន់បកនេះបកនោះបានទូនាទីពីកម្លាំងចិត្តណូខ្ញុំអត់ដែរប្រាថ្នាទូនាទីទេដូចខ្ញុំនិយាយតាមឡានទៀតអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាធំបំផុតគឺការផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនដូរពេលណាគឺជោគជ័យខ្មែរពេលហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសុខហើយមិនមែនដូរហើយដូចហ៊ុនសែនដែរចាញ់ស្នោតការសង្គ្រាមទេបើយើងបោះស្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប្រកាសគឺចាញ់ស្នោតយើងដោះដូរដោយបែបសន្តិវិធីឥឡូវយើងមើលនៅអាមេរិកនៅជប៉ុននៅកូរ៉េបោះស្នោតគ្នាបាក់អនុញ្ញាតចាញ់ស្នោតការសង្គ្រាមដែរអត់ទេពាក្យដែលថាការសង្គ្រាមនេះគឺការសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងហ៊ុនសែនទេមិនមែនការសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងត្រូវតែយល់ហើយយើងត្រឡប់មកវិញបន្តិចទៀតរឿងបញ្ហាបាក់ហ្នឹងយើងឃើញទេបាក់កម្លាំងជាតិឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសូមដាក់ស្មារតីអស់លោកដែលជាសកម្មជននៃអតីតគណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិនិងព្រឹងទៀនណាបើអស់លោកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដសូមចូលរួមជាមួយកម្លាំងជាតិមកតែបើនៅកាណាដាខ្ញុំសូមសរសើរតែសៅចាំដេតមួយទេណាជាតំណាងរៀមមួយទាំងមូលដែរតែគាត់ដឹងច្បាស់ណាគាត់ចូលរួមគាត់គ្រប់គ្រងសៅចាំដេតសរសើរចុះតែបើអ្នកខ្លះនៅទៅស្ពើទៅស្ពើចាំនេះចាំនោះណាខ្ញុំសរសើរសៅចាំដេតគាត់មិនមានទូរទាយក្នុងកម្លាំងជាតិទេប៉ុន្តែគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំចឹងសរសើរគាត់មែនហើយយើងមើលទៅបើកម្លាំងជាតិគេបាក់ប្រជាធិបតេយ្យមានវរៈភាពរងជនហើយបងប្អូនពេលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំ share អឺថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិបងប្រុសផុនសុភាឡើងទៅបកស្រាយក្នុងវេទិកាយើងមើលសម្ដីរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដរឿងបកតៃទៀតឃើញបងប្រុសផុនសុភាបកស្រាយបានល្អណាស់គណៈបកកម្លាំងជាតិឆ្នះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសលើកដំកើងយុវជនការពារធនធានធម្មជាតិមិនមែនផ្ដោតខ្នោះដៃគាត់ទេឃើញគាត់បាននិយាយឃើញបកស្រាយយ៉ាងល្អបាទជំរាបសួរបងត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយបានខ្ញុំថាសូមអព្ភាមាវដល់អស់លោកដែលជាសកម្មជននៃអតីតគណៈបកលឿនទាននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាមួយសម្លាំងជាតិមកបងប្អូនតាមបីយើងសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នាកុំនៅរុញរាយហើយបងប្អូនថាខ្លាចគេរំលាយខ្លាចគេអីទៀតបងប្អូននៅឲ្យស្ងៀមរងចាំមើលយុវជនកម្លាំងជាតិដែលជាតំពាំងស្នងរស្មីទឹកនឹងលូតលាស់មកថ្មីឲ្យគាត់ធ្វើចុះបើយើងជាចាស់ទីតុំយើងខ្លាចនៅឲ្យស្ងៀមហើយចាំមើលមិនបាច់ធ្វើទេបង
ជនជំនាន់ក្រោយនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើបានអត់ដែលមានចាស់ទុំព្រឹទ្ធាចារ្យដូចជាលោករងជនដែលជាទីប្រឹក្សាគាត់ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងលោកពូជាមនីអញ្ចឹងរងចាំមើលទៅណាអស់លោកដែលស្ដាយទូនាទីនៃសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្រឿងទីននៅឲ្យស្ងៀមបានកុំក្អកតែអោប្រយ័ត្នមកស្លេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងអីអស់លោកពិចារណាមកទៅអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនជនជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសប្ដាហ៍នេះសូមបីតែចូលរួមសកម្មភាពជាមួយគណៈបកជាជនក៏គាត់អត់ចូលរួមដែរគាត់បោះស្នោតឲ្យប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលរួមទេហេតុអ្វីបានជាគាត់បោះស្នោតឲ្យពួកអត់មានបកជាថាបតៃតែបើមានបកជាថាបតៃដោយការភ្លើងទៀនសង្គ្រោះជាតិពិតប្រាកដណាគាត់នឹងបោះឲ្យឯងអញ្ចឹងកម្លាំងជាតិយើងនេះ2027 2028ខ្ញុំមានសន្និដ្ឋានថានឹងឈ្នះលោកទឹកលោកដីព្រោះឯងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកដឹងហើយបាទបងកម្លាំងជាតិរងឈុនណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកណាមិនស្គាល់រងឈុនអ្នកប្រជាថាបតៃទៅប្រកបអត់ទៅណាចោលបងប្អូនយមមើលរងឈុនណាវរៈភាពគាត់ខ្ពស់ខ្ពស់ណាបងប្អូនបើរងឈុនស្ដាយលុយស្ដាយទូនាទីវិញរងឈុនមិនមែនទៅជាប់ពន្ធនាគារមិនមែនអត់ប្រពន្ធកូនមិនមែនជិះឡានដកយ៉ាក់ទាំងទីរងឈុនទៅនៅកោចោបជាមួយប្រាចាំងប្រាយរបស់ហើយប្រាក់ខែមួយខែ1000ខែ1000បងប្អូនទៅរយណា1000ជាង2000ហ៎ហើយក៏វិញរងឈុនមិនទៅរត់ទេដោយសាររងឈុនមានឆន្ទៈជាតិនិយមហើយបើរងឈុនទៅមួយទៀតតើមានអ្នកណាជំនួសយើងមើលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមដាក់ស្មារតីបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកជាតបតៃតែងតែរត់ទាំងនៅកម្ពុជាអស់ពីលោកប្រធានសន្តិសុខទៅអត់មានអ្នកខ្លាហានទេឥឡូវមានរងឈុនទេតាបើមានរងឈុនឯងចូលរួមជាមួយរងឈុនមកនៅទៅអីទៀតរងឈុនស្អាតខំប៉ុណ្ណឹងហើយទៅរយណាទៀតអើយប្រពន្ធកូនទៅអត់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់មានតែផ្ទះហើយនឹងឡានមួយគ្រាន់តែបាត់ទៅធ្វើការទៅរកណាថែរងឈុនទៀតហើយទៅក្រៅទេក៏គេមិនឲ្យចេញចង់ទៅប្រទេសទី3ទៅទស្សនកិច្ចក៏គេមិនឲ្យទៅចង់ចូលរួមសាវនាការជួបអែបងថៃជីថាក៏គេមិនឲ្យជួបហើយទៅរកណាថែរងឈុនទៀតឲ្យវិច្ចបង្វិចទៅរកសៃណារឌីសុខាគេកុំមិនគេទៅរកពួកនឹងទៅហើយស្ញាក់ស្ណាប់អង្គក្នុងប្រសិទ្ធភាពរបស់ស្ណាប់ជុំគណៈបកប្រជាជនអានឹងរត់ទៅរកពួកនឹងមិនតាំងត្រូវនិយាយតើចំណុចឲ្យច្បាស់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងទៅហើយយើងទៅរកអាណាបានថៃរងឈុនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយតាយខ្ញុំគាំទ្ររងឈុននេះមិនមែនរងឈុននឹងថ្ងៃគាំទ្រអញគាំទ្រគាត់ទៅគាត់ឲ្យទូនាទីទួនទីនោះអត់ទេខ្ញុំគាំទ្រតែអ្នកប្រជាថាបតៃទៅប្រកាសអ្នកស្នេហាជាតិដូចជាមនុស្សដូចលោកគ្រូរងឈុននេះមិនងាយរកបានទេបងប្អូនណាដែលនៅកាន់ជំនាញជាមួយបងប្អូនណាដែលនៅតស៊ូក្នុងប្រទេសបណ្ដុះបណ្ដាយុវជនណានៅពេលដែលបងប្អូនបានស្ដាប់រងឈុនទៅប្រជុំជាមួយរងឈុនមកដល់ការរងឈុនយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរការខ្ញុំនៅក្នុងបាក់ភ្លើងទៀនខ្ញុំបានទៅចូលរួមស្ដាប់ក្នុងនាមជាយុវជនគុំសង្កាត់ខ្ញុំទៅចូលរួមស្ដាប់លោកគ្រូរងឈុនបកស្រាយគាត់និយាយមកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំកាត់ជាតិនិយមកាន់ខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងមកអ្នករងឈុនគាត់គឺជាអ្នកជាថាបតៃទៅប្រកបណាបងប្អូនគ្រប់គ្រងទៅអត់ខុសទេណាហើយខ្ញុំនិយាយសុំត្រឡប់សារដើមមកវិញបន្តិចមកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណមែនទែនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េដែលបានចូលរួមមហាបាតកម្មទៀនទាប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនណាខ្ញុំសូមអរគុណមែនទែនហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលរស់នៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីលទ្ធិប្រជាថាបតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៀនទារងយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវរបបហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសូមកុំមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាយើងសាមគ្គីគ្នាទៅមុខទោះបីបាក់ណាបាក់ណាក៏ដោយណាអើតែគោលនយោបាយប្រជាជនសែនគាត់ធ្វើតែបាក់ហ្នឹងគោលនយោបាយប្រជាជនសែនតែអាមេបាក់ហ្នឹងទៅរណោហ៊ុនសែនអត់គាត់ធ្វើទេខ្ញុំនិយាយចឹងមកខ្ញុំអត់គាត់ធ្វើទេហេតុអីបើគាត់ធ្វើបាក់ណាដែរទៅគាត់ធ្វើហ៊ុនសែនមកវាមិនអោបើបាក់ហ្នឹងជាអាយ៉ងមកបាក់ហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកកាន់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរីកគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាជាផ្សេងប្រាំទៅអស់លោកដែលជាអ្នកប្រជាថាបតៃតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាថាបតៃអីនៅអោតសង្គ្រោះជាតិណាកុំវាយប្រហារអ្នកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនអីណា
ឲ្យពួកគាត់បន្តសកម្មភាពប្រឆាំងហ៊ុនសែនទៅបើអស់លោកបកែអស់លោកបើអស់លោកបើលោកបកែជាអ្នកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនណាគួរណាស់តែអស់លោកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអស់លោកទៀងកោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកនៅហ្នឹងណាហើយនៅសកម្មជនដែលភៀសខ្លួនមកនៅជាមួយចិត្តអស់លោកហ្នឹងធ្វើបាតកម្មដូចនៅកូរ៉េជប៉ុនអាហ្នឹងបានតែល្អបានតែខ្លាំងហើយបើអស់ធ្វើទៅថាគេតារីកូនគេអាចគេថាឲ្យមិនខ្វះគេខ្លួនជាមនុស្សចាស់តែបើព្រីបើភ្លើងស្វាយឲ្យគេបាតកម្មប្រចាំហ៊ុនសែនអត់ខ្លួនជាអ្នកប្រចាំហ៊ុនសែនដល់គេប្រចាំហ៊ុនសែនទៅបន្ទោគេទៅវាយប្រហារគេធ្វើឲ្យបានប្រហារគេដឹងហើយធ្វើបានប្រហារគេទៅអីខ្ញុំក៏សុំចាប់ហ្នឹងចូលដល់វគ្គហ៊ុនសែនវិញក៏បងប្អូនជឿទុកចិត្តយើងមើលនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃតិចទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននៅមកកម្ពុជាអញ្ចឹងរបស់ហ៊ុនសែនត្រៀមត្រូវបំណងរបស់គេទៅណាហើយឆ្លើយតបនឹងគេឲ្យស្រួលជាពិសេសរឿងបញ្ហាប្រជាជននឹងការធ្វើសន្តិយុទ្ធជាមួយចិននាវីតបោះចិនតែចូលមកអូអូសមត្ថកម្ពុជាយើងតាមមកនឹងដកចិនវិញអត់ឬក៏មកទុកនៅហ្នឹងណាហ៊ុនសែនត្រៀមឆ្លើយនឹងគេតែបើដល់បិបប្រយ័ត្នដល់បំណងមកគេណាហ៊ុនសែនហើយយើងមើលរឿងប្រជាជននបងប្អូននេះចាប់អត់ទេក្រាន់តែហ៊ុនសែនបើកម្រងជីកប្រេកព្រៀមចាប់ដើមលុយចិនក៏ខ្ចីបានចុះបើខ្ចីលុយចិនបានហើយហេតុអ្វីទៅគៀបសង្កាត់ពលរដ្ឋទៅអីឥឡូវយើងមើលមើលលក់ទូរស័ព្ទក៏ចាប់មើលលក់ម៉ូតូក៏ចាប់ខ្ញុំគនត្រូវការចាប់នឹងទៅហើយប៉ុន្តែគួរតែចាប់ប្រធានគុយហេតុអ្វីបណ្ដោយឲ្យអីវ៉ាន់គេចពលនឹងចូលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិមួយឆ្នាំ160លានដុល្លារតាមប្រៃគុយតាមព្រំដែនតាមច្រកជាអន្តរជាតិអឺអឺក្រុមប្រពៃនេះបើទីតោះនេះចូលតាមណាឥឡូវអីវ៉ាន់ខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនវាចេះខុសមកលូនវាទេបើមិនមានអាមន្ត្រីគោលនៅតាមច្រកព្រំដែនបាត់ដៃទៅវាមិនមកទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនប្រតែបោសម្អាតពួកអាមន្ត្រីគោលឥឡូវយើងមើលកងវិបុលកងវិបុលមន្ត្រីប្រធានគយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគ្រប់សម្បត្តិប៉ុន្មានគ្រប់សម្បត្តិប្រធានគយមិនមែនតិចទេបងប្អូនជឿទៀតណាឥឡូវបងប្អូនសាក់ស្រមៃមើលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលណាចាំតិចបងប្អូនបងប្អូនស្គាល់កែវសុភេងទេបងប្អូនកែវសុភៀងអគ្គនាយករងគយដែរគេទៅនឹងដកថ្មីថ្មីនេះមានលុយ2000ជាង2000លានដុល្លារចាំជាអគ្គនាយករងគយហើយចូលដល់ប្រធាននាយកដល់ប្រធានគយតាមតែប្រហែលហើយសួរប្រាក់ខែពួកគាត់នឹងអាចមានលុយដល់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងកត់បានបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែននឹងកូនគាត់ខំឲ្យបងប្អូននឹងការពារសន្តិភាពបើការពារមិនបានទេរបបនឹងដួលរលំទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកនឹងខំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចាក់បំផ្លាញប្រៃឈើធនធានសង្គមនឹងសង្កត់កពីពលរដ្ឋណាវាលាយអស់ដឹងទេបងប្អូនតាមចំណុចណាបានពួកបកជាជនគេថាការពារសន្តិភាពបើចាញ់ឆ្នោតការសង្គ្រាមអាហ្នឹងហើយជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ត្រឹមតែប្រាក់ខែហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណឹងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញមានការតម្លៃរាប់លានដុល្លារពាក់ទេសួរថាមន្ត្រីប្រចាំធ្វើពុករលួយហ៊ុនសែនអង្កេតឬនេះលោកកែសុខានេះអើជំទាវមានធ្វើអង្កេតអត់ថាកែសុខានឹងបានលុយពីណាត្រឹមជាអគ្គនាយករងគយមានលុយជាង2000លានដុល្លារមិនមែនតិចទេណាចាស់ណាអរឬប្រតិភូណងកំរងជិះចាប់ដាំចាក់ពូចាក់អ្នកលក់ដូរអាជីវកម្មអ្នកលក់ស្បែកជើងក៏ចាប់អ្នកលក់បន្តក៏ចាប់លក់ទូរស័ព្ទក៏ចាប់ចាប់គេហើយតែគម្រាមគេរឿងតែយើងប្រធានគយយើងចាំផ្សាយថាអញ្ចឹងទៅបង43ដុល្លារដល់គេបង្ហោះទៅចាប់អាចលោកគ្រងចម្រិតដោយការយុវជននៅខេត្តបូនឈ្មោះនិយាយពីរឿងយួនណាដែរនិយាយពីរឿងយួនថាយួនសម្លាប់ខ្មែរហើយយកទឹកដីខ្មែរបានមកនោះនៅស្រុកខ្មែរបង្ខំឲ្យសារភាពគេបងតើពួកបាក់ជាជនចឹងទៅមកណាឥឡូវទៅចាប់ដើមជីកសង្កត់កបងប្អូនក៏ប៉ុណ្្នឹងហើយចូលតម្រង់ជីកបានពាក់ក្រាទីសង្កត់កបងប្អូនយ៉ាងណាហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេស
trang chuẩn bị từng hai bom ống kết mới tới các nhóm này mấy mấy là giúp đắp sang bắp pi đắp bầy cha cha có tay đầy vậy ta ngày mai châu luôn kết cua nhiều bái cái chết đắp nó mày không bằng ngỗ không bằng thứ ai lấy khơi ngay mẹ đây mình kết tỷ đương nhiều bái kết tay pi oxy kết tay pi à anh thuê thuê anh đắp ngon tiền mấy đắp rồi đó ai lấy khơi cho bà thế còn tài dương rô xi tu sát lúc đầu còn đang kịch chặt hay xua đắp bom ống này có lẽ lúc tu sát rồi có lụa của mán sai mai cầm đánh ba của mán còn tại cái chạm một bà nó chỗ đá thế luôn thôi nhé anh đang ngay đầu xa bom ôn chôn luôn chết mai mình tất cung vì luôn nhiều bài anh lao dương từ mưa bị thiệt hay từ mưa dụ bị chôn kia từ mưa bị chết bỏ rọt kia giờ đang bị nhiều bài cái phạt đâu biết được ngon là hột cái tê chết cái còn đi chìm ràng xe bác ăn sọc phía kia của miền trôn tít cái giờ chết tục đạn anh lao dương mưa mưa đặt ngon nơi tại cung bông rồi đây châu pet thì chết lôi ọt lôi rồi nhảy tập sinh miền lôi bạn mơ là anh hay bay chị à mê đập nó bị say vào cà bị ba nó cam chiếc ó nè ó nè con tay đâu khuôn chư con khuôn xa khuôn chư cút bông khuôn chư rất ta sang của ta thầy tôi bà đang tới làm rịch hãy cho mình cách sắp chiếc ba nó dọc mai tới nha nhưng mà đó ba bị say vào cà bị ba nó cam chiếc bê đang ó hai đứa bay một chiếc ba nó dọc mai tâm bạch rất ta sang của ta ấy mơ con tay áp ba khét kịch ba cho cô đó đặt vô tập thầy hãy cho tôi sọc mai ọt 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 rồi hãy bà luôn chỉ thân đất ngon mới tầng buồn tập chia ba nơi bà tê kê hãy cho bố ra đi ta dừng không ấy nhưng kịch mơ bà bừng hả lấy ca nghe có ọt nên thơ luôn chạc bật xem cây chụp lẹ cho đập bành hà bông ông nơi bòi bà chơi trọ vì ông rõ chết bòi bà chơi tập bắt tụi nó bị bóc quạt bắt tụi nó chơi bị thay con tại ô đó sai chỉ biết đã bay bán bong lôi từ nhà kia đã bay bán ao câu từ riêng tới đó tập bắt quạt tập thưa ba quạt mình bằng cá ca nghe bài chia mà cho anh co quạt thèm mình chui quạt bài chia mà bằng lạnh một bộ quạt thèm anh nghe hay dùng mấy ta chia bộ rất cùng phong tài rô cửa hôn bạn này nhưng mà bộ nó nghe từ rong chỉ riêng cả ba chỉ mỗi sờ tạc o sờ tạc này đi tao lắm sờ pe cái po rất không có tết cầm bông tài óc cang như thử cầm bông tài rong cua luôn chim thì vô rong cây dương mình đánh tay rong chỉ riêng cả ba chân thế bạn sờ mai hôn mình hát một chừng vô mưa tư anh đang nghe sờ bình trang bò phố này tao sầm nuối đặng nhưng tao sầm nuối xuống bò phố này tao dương nơi mình to o con sao được phía bao pe này tiếc bao con chưa được chết tê bà lia mà bà ai dương cây tài rung khi tiên tiên sức chương vinh à đã được chúng ta được tiên bác chúng ta chặt đám chích bê chặt đám tròn cổ rồi nhé à đã chặt đám tròn cổ bởi đó mình toàn đừng chích tên tài chặt đám sao cổ ấy đào chặt à chịp cổ ấy lấy từ mươi đàn hà lụt đầu băng dùn pinh sọc hơi bảo không ai mình ngược tê đồ lý đó nó bắt bỏng bảo mê thôn thôn mình áo đầm lây bếp nông sọc luôn ai phóng ta áo bố rập tới từng cơ mấy bạc trong tay bông chăn ra ra chìm nâng trong tay mấy bông ôn rồi chắp đám chích bếp chắp đám tròn cỏ hãy xua ra chích bếp nóng bầm ra bố rập mai rồi cũng bầm ra ấy bông ôn chôn rôn chí ra bà giác chích bếp ấy bông tan Campuchia mà đó nâng bà giác mê tên hãy bánh hà mùi dịp rừng chích bếp hôn sai mang bậc ca bậc trăng nồng duôn được to ca chỉ bệ hôn sai người ta cái chuyện dùng à lâu duôn mang cách to mai cầm pin nhé ở chỗ quân địa kia buôn săn đồng bay săn hay là bay cửa xuống ca bao tay duôn ở cửa xuống ca so phải to cửa xuống ca bao tay mai mình nên bắt cần mai nước mai khám lại mai tầm mũi đây hả hay là bay mình bắt cần dương bao mất mai cầm cũng bông thải đâu cơ anh nhà thôi duôn thôi tập bông này hãy hôn sáng bằng cách chết thì chúng mình chẳng duôn mơ sọc tôi nâng xoay việc ta nè mơ chanh mà chanh sạch lên cao lên rồi hai tổ la ca duôn cách tôi không ai cầm từng bí rút ghi cư khâu hơi không ai cầm còn tại tim tiêu sạch lại thiệt hãy đổi tôi duôn chặt à nâng dương chanh mà chẳng duôn mà ta chết thì chung tại nên tổ la ca duôn cách tôi không ai cầm hơi bài chỉ dưng nơi dùng làm thế mày mà bác bố rọt nông tê ta mà ta chết thì chung mà chẳng duôn nâng ai còn tài chiến lập bạch đề nâng
bà chỉ biết số bom càng cùng thùng bà bố mới tới ai xong mà phải tôi tìm bà bố sọ có à đi dây chẳng sọ tay mà đâu hãy xem mưa TikTok trai là bà con sai nuôi à rất là nặng miền bà bố những châu khẩu mân tha xong bóng chui như thế thì rương tay hát coi chặt đang bị sao thế mà thế bà bố đừng chịp vì ọt vì ọt như vậy đi vì sao tha ba thì dây thì bà bạc trang lên dây năng là bộ con thỏ bạc chia chân đi chân vì ọt như vậy ca bật tê vì khai ọt làm nay vì ban tập rưu cơ bông nè vì ban tập rưu cơ bông tê à lên số bạc chia chân mới nào đài hiện thì dây đi con khăn khăn ta lươn cười nè đôi chị à cục ngày đây như vậy đâu bái nè bông ôi từ mưa à cục ngày đây từ mưa à ông prom prai cũng sắp chua rồi như vậy ba nói ta lỏ mưa thế ta thiệt bất ổn như vậy chứ như vậy đây hôn sai một cá về chỉ vun non cá chỉ giống vậy à ơ chàng vun chàng vun tay đỏ vun cắt tô mai còn pin nhẹ cho con thiệt kia hôn sai mình hiện chàng đây vun thơ ba mai còn hôn sai là hiện tranh sực lên lăng cá con kết mưa mà hay một cá chỉ để giống chàng vun mai mà vun thơ ba mai còn mình hiện tranh sực lên bao tô lên alo bao bao mai mình chưa hôn sai rồi còn hôn mình ngay rồi còn ngã đập ngon thôn này bị tay cầm chưa tay vua không cái đạn thằng nào do chất tục đạn chỉ bỏ rọt vua thong nè đạn thằng nào nó bông dương to kì kì từ tua prom từ tua thằng nào do chất tục đạn khơi hết tay luôn đi pê vua mau pê tay vua mình ngay thằng nào xong ở nhà thôi vua do chất tục đạn rồi sức mạnh còn tê ót tay lưng rồi vậy sao hay mà bao bỏ rọt nó không tê tắc chết thì dùng mọc bàn tay phụ mà lưu xuất phụ mà lưu cắt một tên sao mà phải tôi bà bị em đi cho mọc bàn tay mà lưu mình cướp tất tê bà chưa hôn sang chưa nghe cháu bà chết bà kênh lại chạy đăng ký ọt chưa thế mà lưu bà phê trần trắng dương đăng ngay tay hôn sang nè quạt thắc tất quạt sổ bà phục bà nè quạt bà phục tất bà quạt kỳ dương mình chẳng ai quạt tập trang dương nhằm mấy ổn lộn bà trang là cá tê ba bị trang cá con san bắt tầm nên ngon cho bị duôn rồi bị tăng mặt hai mình nên hôn san từ ao cơ nhưng mà chặt bỏ chưa bỏ được con này đi ba trong bao sầm ắt ai bắt cái con không bị té kế bắt tụt prom đen kế mình nên bắt prom đen hay bao sầm ắt đặt không đi bao nhiêu mình ở ba prom đen cái thằng hô cháu lên anh nói mày đi đứng bên tay bà thoát rốt nái được chỉ nơi xoay đi là bây bế nhỉ chôn chết dương thơ tẹn lôi châu nóng tâm được ra tầng lế như bọn bàn tàm bàn bàn ấy hai nhà thôi không xoay đặc nữa thế nhé trang trầm mất đằng hơi bọn bọn chôn chết vì so mình chạy chẳng sẽ bà tha rồi bọc đất nón hôn xài đi còn bông tài choan co bọn bọn không có tay hơi anh chẳng con mày ơi mày xóm ông lô cọp lăng cọp lăng tụi ốc nha ta bê nào ông lô cọp bà bông ôn bà chia bố rát mình cao mình châu luôn sẽ cao một hiệp dấu bài tê kê năng bằng to chi chuan bông ôn rồi hớt to con to chảy à lời kê tâm tài chắc tôi được sát năng bà tàu ngay cao kê nằm miên dấu sát là bây kiếp xong cắt to bông ôn tiếp bông ôn ta thể nâng trong tình mật nâng chứ bà nà đức nhóm là cao một tê mình thác nhóm mình thác bông ôn là cao tê mà thỉnh luôn tê đi bố quát khăn này dây dân bông ôn châu sát bố quát chia được xe sắp lúc thiên sau này sẽ bỏ ra nó ngã đặt ngon được tây tiệt hay nó cho sắp xôn ra tớ nhưng sao bóng phố này bóng phố này không tìm máy và thả xôn ra vậy mấy nhưng thả cho sắp xôn ra càng tận nhà sắp hôn sáng càng ná càng đột chật sắp xôn ra bán cái này đắng này tớ sắp hôn sáng mà nó xuất rồi mà nó dây đôn tâm nó hôn sáng chia mà nó bán phòng công thế chân tiêu bà dân chia mà nó ổ mình nói thầm trời dương thật sắc xong đây chân tiêu ọt cao thế chân tiêu miền đây nên là ca cắt xong lắc xong rìm hay xong lót thế xong đây chân tiêu ọt đai chân tiêu na pra pra xong đây lỏ thế à lấy thầm ơi hôn sai mới đai pra 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 xong đây lỏ bà xóm có quạt chê ta có khắn quạt chê mà anh nhầm mà máu chê ra bà bố nè nhầm sọ có phong bà bố đây nhầm có xong ọ con tục mai bà bố để chỗ rung tăng đang ca lại bà khiến tăng bị đa bà hô đo chọc anh nhầm xong tờ lọc ra rồi bình nhầm bị rê xoa công trình này chụp bố nhạc chia thắp tay trong ọt này sẵn lãnh tất cả chiếc đồng co phọp do chiếc thúng mà châu rung chỉ mùi cái nạp bạc làng chiếc mà châu rung chỉ mùi cái nạp bạc làng chiếc đang bây giờ cửa tất cả chiếc dương
cầm lang chết cứ chia một đoạn này sống cứu chết một lần tiên mà bồn hay cái nông chúa thằng đó mà nạp cầm lang chết sắp tay chia cầm lang dụ chung bẩn đo bẩn đá tranh tì lúc thiên sao đang xin ở nè đâu chỉ lúc sau cầm xây con sụp hia chia một ly rong cho nên sắp tay chết tập tua ban ca bẩn đo bẩn đá pi bảy đá chia tay nhập cam chia cứ lúc tập thiên sao đang xin bà bom ôn được ở sài lan con tro sao đang xin xong châu luôn chỉ mỗi đang cầm lang chết ở khâu thấy bom ôn nè dương châu luôn chỉ mỗi cầm lang chết nhạc cứ khmai nè dương châu luôn ở khi bộ máy bom ôn trường chết ไอ้ขี้งก็สมสภาคุ้มบองทนจังท่าได้กวาดบานโจรวมจมูกหนึ่งกำลังเช็ดปีเปียนะบองนะยืมผมราชิตออกเนี่ยเฮียนปลาหนึ่งกีบ้าเหมือนสไปเต้ข้าบาดออกคนบองหนึ่งออกคนตกไม้บองปนสมจมูกเบี้ยบอง